Rất may lần này không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Yêu cầu đồng chí phải tổng hợp để báo cáo lại trong hội nghị rút kinh nghiệm của sư đoàn ngày mai. Rõ. Bố đồng món gì đấy? À, trời nóng thế này, có bộ lòng gà. Bố xào mướp ăn cho nó mát ruột. Lòng gà à? Bố có thích ăn lòng gà bao giờ đâu nhỉ? Là bố ít ăn chứ không phải là không ăn. À, con nhớ rồi. Chú Phan thích ăn lòng gà. Chú Khanh thì đang dỗi bố. Bố làm lòng gà để mời chú Phan sang ăn. Để nghe thơ của bố đúng không? Ai thèm dụ. Có mấy ông bạn già với nhau thôi. Giận dỗi nhau suốt ngày. Có thương thì mới có giận. Anh không phải lo cho tôi. Anh này, anh về trung đoàn rồi đó. Vâng, có về đêm qua. Đang làm báo cáo để họp sư đoàn. Này này, cái việc anh thành lập bệnh xá ở tiểu đoàn ấy, về nguyên tắc là sai. Thế nhưng mà nếu là tôi cũng làm như vậy. Có đồng chí bố ủng hộ con thế này là con yên tâm rồi. Trong từng hoàn cảnh cụ thể, mình cứ làm theo những gì mà lương tâm mách bảo. Đó là người chỉ huy phải dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Giống chuyện ngày xưa, bố bao che cho cô y tá có bầu ở chiến trường đúng không? Cho đến bây giờ, bố chưa bao giờ ân hận về những việc mình đã làm. Chuẩn bị tinh thần chưa? Đã sợ thì không làm. Đã làm thì không sợ. Thưa các đồng chí, trong những ngày qua, tôi nhận được rất nhiều những lời khen ngợi và thư cảm ơn của bà con nhân dân gửi tới cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 12 trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống dịch bệnh trong đợt lũ vừa qua. Về thành tích của Trung đoàn 12, tôi đã biểu dương và ghi nhận tập thể cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn. Tôi yêu cầu các đồng chí phải đánh giá trung thực, khách quan, tập trung vào những khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ huy hiệp đồng để chúng ta rút ra những kinh nghiệm và bài học chung cho đơn vị trong công tác cứu hộ cứu nạn sau này. Về việc Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12 tự ý thành lập bệnh xá lâm thời tại tiểu đoàn trong khi lực lượng quân y điều trị còn hạn chế, vật tư y tế thì thiếu thốn. Nếu quân khu và sư đoàn không kịp thời hỗ trợ, chắc chắn sẽ vỡ trận. Từ những vấn đề trên, tôi yêu cầu tập thể cấp ủy, chỉ huy trung đoàn và đặc biệt là đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12 tự kiểm điểm sâu sắc, làm rõ trách nhiệm. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy của Trung đoàn hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo theo phân cấp sau 3 ngày làm việc. Thế nào, vẫn còn lấn cấn điều gì hả? Cháu xin nhận mọi trách nhiệm về quyết định của mình. Nhưng nguyện vọng của cháu là vẫn muốn ở lại trung đoàn chú ạ. Cháu vốn quen việc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. E là chuyển sang đoàn kinh tế sẽ không phát huy được hết khả năng mà mình được học ạ. Đoàn kinh tế có những sự khác biệt về tính chất công việc, nhưng đây cũng là một mặt trận rất gai góc. Việc điều động cháu sang đoàn 80 đã được thống nhất trong ban thường vụ đảng ủy của quân khu. Chúng ta không nhắc lại nữa. Chúc cháu sang vị trí công tác mới
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Còn mới nhận quyết định chuyển về đoàn kinh tế quốc phòng 80 công tác bộ. Con đang làm tốt nhiệm vụ ở trung đoàn cơ mà. Con đã tự ý di chuyển đơn vị vào trong rừng, nhường lại doanh trại cho bà con mà chưa kịp thời báo cáo. Vì vậy mà thủ trưởng quyết định điều chuyển con đi. Con cũng không biết đây có phải là hình thức kỷ luật không nữa. Đã là quyết định của thủ trưởng, chắc chắn phải được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng. Anh Đại là người mạnh mẽ, lạc quan, nhưng bị điều chuyển đi như thế, chắc anh ấy cũng buồn lắm chị nhỉ? Chỉ là chuyển công tác thôi mà. Chị này, đang làm trung đoàn trưởng của một đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bây giờ về làm phó đoàn đoàn kinh tế, khác nhau nhiều chứ chị? Như thế cũng tốt mà. Tôi rèn ở nhiều vị trí công việc khác nhau, mà anh ấy lên chứ có phải là xuống đâu. Em không biết có phải là lên hay không, nhưng đoàn 80 đóng ở địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, xa xôi cách trở như thế. Nhà anh Đại thì chỉ còn có hai bố con. Thế bây giờ em muốn chị phải làm thế nào? Hàn ủi động viên anh ấy à? Anh Đại không thích những điều như thế, em biết mà. Hai chị còn mất sớm vì chất độc hóa học do di chứng từ bố. Sao tự nhiên bố lại nhắc lại những chuyện này à? Đó là sự khốc liệt của chiến tranh, mất mát, hy sinh. Nhưng tất cả sống bằng một niềm tin. Niềm tin về đất nước sẽ được hòa bình tự do con ạ. Ngày bố làm trạm trưởng, trạm T1, bom đạn ác liệt lắm, khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh. Lúc ấy không ai buông súng, bởi vì tất cả cùng chung một lý tưởng, một niềm tin, một tình yêu hướng về tổ quốc con ạ. Lê! Bỏ ra! Nấp đi! Don't say it!